Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Huyền Trang và chủ đề hôm nay Trang muốn chia sẻ với các bạn đó là cách chọn các loại máy hút sữa như thế nào cho nó phù hợp. Nuôi con thì mẹ nào cũng mong muốn là mình có một nguồn sữa dồi dào và việc cho con bú trực tiếp là một việc kích thích tốt nhất đối với nguồn sữa mẹ để làm cho thế nào cho nguồn sữa mẹ có thể tiết ra được dồi dào hơn và giải phóng sữa ra khỏi bầu ngực tốt hơn. Nhưng vì một lý do nào đấy, các mẹ không cho con bú trực tiếp được thì máy hút sữa là một lựa chọn rất tốt cho các mẹ để có thể thay thế được việc cho con bú trực tiếp để duy trì cái nguồn sữa lâu dài cho bé yêu nhà mình. Và việc lựa chọn máy hút sữa thì phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Và hôm nay Trang muốn chia sẻ với các bạn đó là các cái cách để mà mình lựa chọn thế nào cho phù hợp với yêu cầu cũng như là nhu cầu của mẹ. Thì đầu tiên, các mẹ cần phải dựa vào tần suất sử dụng máy hút sữa của mình là nhiều hay là ít để lựa chọn máy hút sữa. Ví dụ như là các mẹ sau sinh, nếu tần suất của các mẹ sử dụng đó chỉ là ít thôi, ví dụ như là thỉnh thoảng đi xa nhà hoặc là có việc gì mà cần phải đi không ở nhà để cho con bú trực tiếp được, thì các mẹ có thể lựa chọn một máy hút sữa, đó là máy hút sữa bằng tay. Thì cái máy hút sữa bằng tay này nó rất là tiện dụng, các mẹ rất là dễ đơn giản và cầm đi, cũng như là thời gian sử dụng tần suất của các mẹ không nhiều nên các mẹ có thể dùng máy hút sữa bằng tay này. Thì đối với cái máy hút sữa bằng tay thì các mẹ chỉ cần lựa chọn cái kích thước vẽ phù hợp và mình sẽ dùng lực bóp của tay và từ đó nó sẽ tạo ra một cái lực hút âm từ cái máy từ cái phễu hút ra và hút cái lượng sữa của mẹ ra để thay thế trong cái trường hợp là mình không cho con bú trực tiếp được. Nhưng nếu mà cái này chỉ phù hợp đối với các mẹ sử dụng tần suất ít, còn nếu mà sử dụng tần suất nhiều thì nó sẽ rất mất thời gian cũng như là sẽ tạo ra cái hiện tượng đó là đau mỏi cho các mẹ, ví dụ như là mình phải dùng tay để bóp cái máy vắt sữa bằng tay hoặc là mình phải cúi nhiều hơn hay là thời gian vắt của nó cũng sẽ lâu hơn. Nếu mà các mẹ mà sử dụng cái tần suất nhiều hơn, đó là ví dụ như là mẹ dùng để là đi làm vắt sữa cho con, các mẹ đi làm xa không thể về được vào buổi trưa có thể vắt sữa cho con, hoặc các mẹ muốn cho con bú bình mà không cho muốn cho con bú trực tiếp nữa thì các mẹ có thể sử dụng máy, đó là máy điện. Và đối với cái máy điện này thì các mẹ sẽ sử dụng đó là khi mà các mẹ sẽ không mất cái lực để mình bóp bằng tay mà nó sẽ có một cái lực hút bằng kích thích bằng cái máy điện đấy và nó sẽ rất tiện dụng và khi mà mình sử dụng tần suất nhiều thì sẽ tránh đau mỏi cho các mẹ hơn. Cái yếu tố thứ hai mà các mẹ cần phải cân nhắc trong cái việc lựa chọn máy hút sữa đó là các mẹ có cần hút sữa nhanh hay không, tức là hút sữa trong một thời gian rất là nhanh. Ví dụ như là Trang lấy ví dụ như là các mẹ là nếu mà đi làm mà chỉ có một thời gian trưa rất là ngắn để có thể nghỉ ngơi, hoặc là tần suất hút sữa của các mẹ quá nhiều mà các mẹ cần phải hút là đó một bên, một lúc có thể hút được hai bên, hoặc là thời gian hút sữa chỉ là rơi vào khoảng tầm 10-15 phút thôi, thì các mẹ có thể lựa chọn cho mình đó là một máy điện và máy đôi. Thì đối với máy điện và máy đôi này thì các mẹ có thể hút cùng lúc hai bên và thời gian hút nó cũng sẽ nhanh hơn và khi đó sẽ tiết kiệm được thời gian của các mẹ hơn. Còn nếu mà các mẹ không quá quan trọng về cái thời gian hút sữa là lâu hay là chậm thì các mẹ có thể sử dụng máy điện đơn, tức là hút từng bên một, hoặc là các mẹ có thể sử dụng máy hút sữa bằng tay thì thời gian nó cũng sẽ lâu hơn. Lưu ý thứ ba cho các mẹ trong lựa chọn máy hút sữa đó là giá tiền của từng loại hút máy hút sữa như thế nào. Và mỗi một gia đình thì sẽ có một cái mức chi phí kinh tế hợp lý để mình có thể đưa ra và mình có thể lựa chọn cho mình một cái máy hút sữa hợp lý hơn. Và bây giờ thì trên thị trường có rất nhiều các loại hút máy hút sữa, máy hút sữa bằng tay, rồi máy hút sữa bằng điện đơn hoặc là đôi, và thậm chí là máy hút sữa bằng điện đấy cũng có rất nhiều các hãng sản xuất khác nhau và giá thành nó cũng khác nhau. Các mẹ nên lựa chọn như thế nào cho phù hợp với điều kiện kinh tế của mình và sẽ không cần thiết là phải có một cái máy hút sữa quá là đắt tiền. Các mẹ có thể là lựa chọn máy hút sữa bằng tay cũng được, vì thường thì máy hút sữa bằng tay thì sẽ có giá thành là rẻ hơn là máy hút sữa bằng điện. Nhưng lưu ý với các mẹ là nên lựa chọn cho mình một máy hút sữa riêng, không nên mượn hay là sử dụng chung với các mẹ khác, vì nó có thể tạo nên cái hiện tượng nhiễm khuẩn sữa nếu mà mình không vệ sinh được máy sữa một cách sạch sẽ, máy hút sữa một cách sạch sẽ. Và đối với máy hút điện thì có rất nhiều các cái loại giá và mình sẽ cũng không cần thiết là phải lựa chọn một cái loại giá tiền quá nhiều để không phù hợp với kinh tế của mình.
Tìm vì là cái thời gian sử dụng máy hút sữa của các mẹ thì cũng không phải là quá lâu. Các mẹ có thể là chỉ sử dụng khoảng tầm một vài tháng hoặc là một năm gì đấy. Nên là nếu mà mình bỏ ra một cái chi phí lớn thì có thể là nó sẽ lãng phí. Cái yếu tố tiếp theo để các mẹ có thể cân nhắc trong việc lựa chọn máy hút sữa, đó là cái máy hút sữa đó có dễ dàng tháo lắp, vận chuyển hay là vệ sinh máy hay không. Thì trong cái việc tháo lắp và vệ sinh, đó là cái việc mà để đảm bảo cho nguồn sữa khi mà hút ra qua cái ống phễu hút cũng như là máy hút có thể đảm bảo được cái nguồn vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo duy trì được lượng sữa cho con một cách tốt nhất, tránh ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của bé. Nên là khi các mẹ mua cần phải cân nhắc làm cái máy đấy nó có tháo ra dễ dàng và vệ sinh dễ dàng hay không. Thứ hai là khi mà tháo ra dễ dàng như vậy nó có dễ vận chuyển đi không? Vì thông thường thì các mẹ lựa chọn máy hút sữa là khi mà các mẹ phải đi làm hoặc là không có ở nhà để trực tiếp cho con bú. Chính vì thế nếu mà một cái máy hút sữa mà quá là cồng kềnh và không thể dễ dàng vận chuyển đi được thì đây cũng là một yếu tố bất lợi để các mẹ khó có thể mang nó đến công ty hoặc là nơi làm việc của mình hoặc là những nơi ví dụ như là các mẹ đi công tác hoặc gì đấy mà không thể cho con bú trực tiếp được. Thì các mẹ có thể sử dụng cái máy hút sữa này làm thế nào để nó dễ di chuyển, gọn gàng nhất để mình tiện mang đi. Thì từ đó mình sẽ có thể thay thế cái việc động tác cho con bú để duy trì cái lượng sữa. Và một cái yếu tố nữa cần phải quan trọng trong cái việc chọn máy hút sữa, đó là cái tiếng ồn mà máy hút sữa có thể gây nên trong cái lúc mà vận hành hút sữa. Thì nếu mà các mẹ đang ở trong môi trường làm việc hoặc là môi trường công ty thì nếu mà một máy hút sữa phát ra một tiếng ồn quá lớn thì có thể ảnh hưởng đến cái công việc của mẹ cũng như là có thể là sẽ không được chấp nhận ở trong cái môi trường đấy. Thì các mẹ có thể cân nhắc một chút. Yếu tố thứ năm mà các mẹ có thể cân nhắc trong việc lựa chọn máy hút sữa của mình, đó là các mức ở cái máy hút sữa đấy có thể điều chỉnh được hay không. Vì mỗi một cảm nhận của một mẹ là sẽ là khác nhau, lực hút của mỗi một mẹ là thế nào cho phù hợp cũng là khác nhau. Có mẹ thì có thể chịu được lực hút rất là lớn, có mẹ thì lại chỉ chịu được cái lực hút nhẹ thôi vì nó đã gây đau rát hoặc là khó chịu cho mẹ rồi. Vì là cái máy hút sữa nó sẽ không có cái hiện tượng hút dễ chịu như là các bé bú trực tiếp. Chính vì thế nên là các mẹ cần phải cân nhắc là lựa chọn cho mình một máy hút sữa mà có thể điều chỉnh được các mức độ lực hút như thế nào hoặc có thể chuyển những cái chế độ khác nhau. Có nhiều máy hút sữa có thể là có chế độ massage hoặc là chuyển sang chế độ hút nhẹ hoặc là hút mạnh. Từ đó thì mình sẽ điều chỉnh thế nào cho nó phù hợp với cái sự thích nghi cũng như là phù hợp với cái mức độ mà mình có thể chịu được. Tiếp theo là các mẹ cần phải để ý xem là cái đầu hút sữa có phù hợp với kích thước ngực của mình hay không. Cái đầu hút sữa tức là một cái dạng hình phễu mà được áp trực tiếp vào bầu vú của mẹ. Từ đó thì nó sẽ làm khít và không cho không khí có thể lưu thông vào. Và khi lực hút của máy hút thì nó sẽ tạo ra một cái lực hút âm và từ đó thì sẽ hút được cái lượng sữa của mẹ ra. Tuy nhiên là có nhiều mẹ không để ý đến cái vấn đề đó là kích thước của cái phễu hút nó có phù hợp với kích thước bầu ngực và núm đầu ti của mình hay không. Nếu mà các mẹ lựa chọn kích thước không phù hợp thì nó sẽ có thể tạo nên cái hiện tượng đó là sữa không hút được ra. Hoặc là có nhiều mẹ thì lại chọn cái kích thước phễu nhỏ hơn so với kích thước ngực của mình nên tạo nên cái hiện tượng đó là đau rát hay là nứt đầu ti, tạo nên hiện tượng đó là nứt cổ gà. Và từ đó thì các mẹ đau thì làm ức chế tiết sữa cũng như là không thể tiết được sữa ra nữa. Chính vì thế nên là các mẹ cần phải lựa chọn cho mình một cái phễu hút phù hợp. Và thông thường thì ở mỗi một hãng sản xuất thì nó cũng sẽ có những kích cỡ khác nhau của cái phễu hút này. Thì từ đó thì các mẹ cần phải lựa chọn cho mình một cái phễu hút cho nó phù hợp với kích thước bầu ngực của mình cũng như là đầu núm vú của mình, sao cho khi mà hút thì lượng sữa ra tốt nhất và sẽ không bị đau rát hay khó chịu hay là nứt đầu ti gì cả. Thì từ đó thì sẽ duy trì được lượng sữa của mẹ một cách tốt hơn. Yếu tố tiếp theo trong cái vấn đề đó là cân nhắc trong việc cách lựa chọn các máy hút sữa thì các mẹ cần phải để ý đến cái vấn đề hoạt động của máy hút sữa. Đó là ví dụ như là nếu mà máy hút sữa hoạt động bằng điện thì mình sẽ cần phải làm gì khi mà cái nguồn điện đấy nó gặp vấn đề trục trặc mà không thể vận hành được máy. Thì đối với trong trường hợp này thì các mẹ có thể là dự phòng cho mình đó là một cái máy hút sữa bằng tay cầm theo để trong những trường hợp mà
máy hút điện có thể gặp vấn đề trục trặc thì mình có thể thay thế bằng cái máy hút bằng tay để tránh hiện tượng đó là sữa không được vắt ra, không được hút ra thì sẽ tạo thành hiện tượng tắc sữa. Nếu mà các mẹ vẫn còn băn khoăn và chưa thấy mình có một sự lựa chọn nào phù hợp cho máy hút sữa của mình thì các mẹ có thể tham khảo với các bác sĩ chuyên khoa sản khoa, sản phụ khoa hoặc là người thân của mình đã từng có kinh nghiệm lựa chọn trong việc máy hút sữa và đã từng dùng những máy hút sữa và họ cảm nhận như thế nào là máy hút sữa đấy có phù hợp hay không về giá tiền, về cường độ hút hay là về cái mức độ khó chịu trong vấn đề trong khi thời gian hút. Thì từ đó thì mình sẽ tham khảo để lấy kinh nghiệm cho mình để lựa chọn cho mình một máy hút sữa phù hợp. Việc lựa chọn máy hút sữa cho mẹ một cách phù hợp sẽ là một cái yếu tố rất quan trọng để có thể giúp cho mẹ duy trì được nguồn sữa cho con lâu dài. Hoặc là trong những trường hợp mà mẹ nhiều sữa quá con bú không hết thì các mẹ có thể vắt cái phần sữa đấy ra và để trữ đông sau cái thời gian mà mình nếu mình bị ít sữa thì các mẹ có thể lấy ra cho con dùng. Chính vì thế nên là các mẹ có thể tham khảo những cách mà Trang vừa chia sẻ để có thể lựa chọn cho mình một máy hút sữa phù hợp. Còn nếu các bạn vẫn còn băn khoăn gì thì có thể để lại comment trực tiếp ở dưới video này và sau đấy thì Trang sẽ có thể chia sẻ thêm với các bạn về chủ đề này hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.